Rồi, cả nhà ơi, Kiên có mặt ở cái quán lẩu Đài Loan nhé, trong cái nhà hàng cái Galaxy 5 sao. Ở đây thì lẩu ở đây rất là ngon, hôm nay là Kiên cùng với lại bạn đây thưởng thức nhé. Wow, ở đây có kem cả nhà ơi. Rất là nhiều loại kem nhé. Quán này rất là đông nhé cả nhà. Quán này rất là đông. Đây có rất là nhiều món ngon. Có bia thảo mộc, có bia thảo mộc các nhà. Đây là lẩu Đài Loan này, lẩu Đài Loan. Wow, hấp dẫn quá này, giá là 199.000. Con nước này rồi cả nhà ơi, cái lẩu đã lên ở đây, lẩu đây cả nhà. Lẩu này là lẩu nấm nhá, lẩu nấm thịt bò, nấm thịt bò. Đây có sư phụ đang đi chợ ở đây, có bạn hèo đang đi chợ ở đây cả nhà. Nó bên này có thịt bò. Wow, lẩu lên rồi cả nhà ơi, hấp dẫn quá. Chỉnh này luôn.
cao nhất à? Wow, cái đầu lẩu hấp dẫn quá, hai ngăn, một bên là lẩu Thái, một bên là lẩu nấm nhé cả nhà. Chị Đào bỏ nấm vào đây cả nhà. Không biết lẩu gì. Hình như lẩu nấm ăn củ quả đúng không? Lẩu Thái ăn gì? Lẩu Thái ăn dâu. Đinh Đơ 31 tháng 12 là sẵn sàng với Gala Center ấp 5 sao để đứng gọn thành ra. Đi đặc biệt trong chương trình này là để hướng đường chuyên sâu của Bộ Bác sĩ Nhà Đất chưa từng được chia sẻ, sẽ là món quà đặc biệt của chúng ta dành cho các học viên trước mùa năm mới. Rồi còn gì nữa, bảo quà sẽ học hơn. Mình cái này đây thì mình cái gì đây mà nó sôi sôi em. Gầu hoa, gầu hoa. Này là ba chỉ nha, này là ba chỉ bò hả? Ba chỉ bò hay là thịt bò hay thịt gì em? Thịt nhìn nó đẹp ghê. Một này, một mỡ, một da, đẹp ghê. Đây, gầu hoa. Cái này là đây là cái đây cả nhà thấy thịt bò không? Từng lớp lớp một này. Nó đẹp. Cái nồi lẩu ngon quá. Gầu hoa. Cái này nhìn hấp dẫn ha. Cái này thôi, nó treo lên. Bò Úc. Này là thịt bò Úc cho cả nhà. Ồ, còn cái món gì nữa đây?
há cảo à? Em. Há cảo. Một trứng. Một trứng. Hôm nay quán cúp tê này là bao nhiêu em nhỉ? Quán cúp tê này như đâu? Em hỏi lại cái cá lăng. Hả? Cá lăng. Cá lăng. Cá mắt ngọc. Cá mắt ngọc. Cá hồi. Ai cái đầu rất là hấp dẫn. Dối đội hình nhá. Sẽ quay hai cái bạn sẽ quay nào cái bạn quay này. Đúng rồi. Rồi xong. Đó có thể ăn được cái gì không? À ngon quá. Đây là rau này, đây là có món bún này. Wow, nhiều thế. Nhiều thế. Nhiều vậy. Trời ơi. Ăn khi nào mới hết. Nước chấm, nước chấm. Nước chấm ra ngoài mình. À, ra ngoài tự lấy hả? Rồi, thì mình đi lấy nước chấm nha. Rồi đây là nước chấm đó cả nhà. Đây Kinh sẽ lấy nước chấm nha. Nước mắm này.